Ca sĩ Vy Oanh vừa chia sẻ MV mang tên Yêu Lại Người hôm qua, được hoàn thiện trong thời gian ngắn nhưng là sản phẩm cô rất tâm huyết. Hôm nay, 28 tháng 2, Vy Oanh vừa cho ra mắt MV Yêu Lại Người hôm qua, một trong những sản phẩm cô vô cùng tâm huyết được sáng tác bởi nhạc sĩ Phúc Trường. Suốt một năm qua, Vy Oanh rất ít xuất hiện trong các sự kiện và hoạt động biểu diễn. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình, kinh doanh riêng về spa và các dự án của gia đình. Vy Oanh chia sẻ thực sự bản thân cũng rất nhớ nghệ thuật, nhưng thay vì thời gian không nhiều, Vy Oanh cố gắng chọn lọc các chương trình phù hợp và ra sản phẩm online để thỏa lấp nỗi nhớ. Nếu nói Vy Oanh rời khỏi nghệ thuật thì cũng không đúng, vì Oanh vẫn hoạt động, chứ không rời đi đâu cả, chỉ là mình sắp xếp mọi thứ để phù hợp với cuộc sống hiện tại. Từng sở hữu rất nhiều sản phẩm âm nhạc, đầu tư tiền tỷ, Vy Oanh cho biết đến thời điểm này cô không còn áp lực về việc phải đầu tư một sản phẩm để đời, và thay vào đó thì nữ ca sĩ muốn đầu tư một cách thông minh và chừng mực. Trong sản phẩm lần này, Vy Oanh lựa chọn ekip trẻ, nhiệt huyết, nhưng sản phẩm khi ra mắt khiến cô rất hài lòng. Trong MV Yêu Lại Người hôm qua, Vy Oanh hóa thân thành ngựa oi phụ nữ trải lòng về tâm sự của mình trong chuyện tình yêu. MV đơn giản nhưng lại đòi hỏi khả năng diễn xuất tâm trạng của Vy Oanh, diễn xuất đúng tâm trạng của ngựa oi phụ nữ trải qua cuộc tình đổ vỡ và nhìn lại về mối tình đã qua. Với kinh nghiệm diễn xuất, Vy Oanh diễn tả rất chân thật, giúp đoàn quay nhanh chỉ mất trong một ngày là hoàn thiện. Nhạc sĩ Phúc Trường cho biết rất nhiều người ngỏ ý muốn mua ca khúc, nhưng anh đã chủ động gửi cho Vy Oanh, và ca khúc vô cùng phù hợp với cô. Chia sẻ về định hướng âm nhạc và hoạt động sắp tới, tôi nghĩ đến thời điểm bây giờ, âm nhạc của mình phụ thuộc 50% vào khán giả và còn lại là sở thích của bản thân. Nhiều khán giả vẫn thích tôi hát nhạc tình cảm, buồn, nhưng bản thân lại thích những ca khúc mang chiều hướng tích cực. Chính vì vậy, mình cân bằng giữa cả hai để không nhàm chán. Về việc hoạt động nghe thuốc trong THIG gian này, Vy Oanh cho biết, ông xã khi thấy tôi ra sản phẩm thường sẽ like hay chúc mừng dưới bàn sâu hơn, thì anh không vì tôn trọng quyết định của vợ. Nếu nói về việc anh ủng hộ hay không thì không hẳn, anh không cấm cản nhưng để ủng hộ một cách sâu sắc. Thường thì Vy Oanh sẽ tự biết trách nhiệm của mình trong khoảng thời gian này. Bây giờ mình đã có gia đình và cũng đã trải qua khoảng thời gian tự do thăng hoa trong nghệ thuật trước đó, nên hiện tại Vy Oanh cân bằng giữa mọi thứ. Vy Oanh được nhiều người oi ngưỡng mộ vì gia đình viên mãn và được ông xã luôn quan tâm trong mọi hành trình. Cô cũng đang kinh doanh spa dành cho mẹ và bé khá thành công. Trước đó, Vy Oanh cũng ra mắt album nhạc xưa và bản audio của ca khúc Yêu Lại Người hôm qua, và nhận được hiệu ứng lớn từ khán giả với nhiều nhận xét nghiện giai điệu ngay từ khi lần đầu được nghe, rất đúng tâm trạng, êm ái và sâu lắng. Được biết, ca khúc được nhạc sĩ Phúc Trường viết riêng cho Vy Oanh từ khá lâu, và ngay từ khi nghe demo, Vy Oanh đã phải lòng từ giai điệu đến ca từ của ca khúc. Nữ ca sĩ chia sẻ có thời gian, ngày nào tôi cũng có mặt ở phòng thu từ tối đến sáng hôm sau. Tôi nhập tâm vào bài hát nhiều đến mức khi thu âm xong, tôi cứ thẫn thờ vì quá buồn, cảm giác tim mình cũng đang tan nát như chính tâm trạng của các nhân vật trong bài hát. Video liên quan Vy Oanh luôn đi theo con đường riêng của bản thân, cô cho biết không quá quan tâm đến việc chạy đua theo view hay top xếp hạng, vì với cô hiện tại âm nhạc được thể hiện thoải mái, nhẹ nhàng và luôn làm theo đam mê của bản thân. Vy Oanh từng học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, có chất giọng ngọt ngào, từng gây chú ý với các MV đầu tư như Đồng Xanh, Fly. Ngoài đi hát, cô mở kênh YouTube dành cho thiếu nhi cũng như kinh doanh thời trang và spa cho mẹ và bé. Nữ ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ về gia đình viên mãn, hạnh phúc. Cô cũng được chồng ủng hộ và từng đứng ra sản xuất MV Đường Tình Chia Hai cho vợ. MV Yêu Lại Người hôm qua Vy Oanh, theo HH trên thế giới trẻ Let's J Vlog Act. Bye.